chào cô bác. Hai anh em đi từ thiện mà ở đây gặp mưa rồi, đang được mưa ở đây nè, đi hết được rồi. Đây quán cốc ven đường. Đây ngoài trời mưa rất lớn, quay cho bà con cô bác coi nha. Đây ngoài này mưa lớn lắm. Này mưa này đi hết được rồi. Chú quán này bán gì chú quán? Bán nước gì? Cam giác hả? Ly nhiêu? Ly 10.000. Nước mía? Nước mía ly nhiêu? 5.000 hả? Con nước mía nước cam? Hai ly nước mía đi, cho nó rẻ. Quán này tên gì vậy em? Quán Giang Đường. Quán Giang Đường không có tên hả? Đây hai anh em ghé quán này uống nước. Đây bữa nay mưa là đi hết được rồi. Mía này trồng nhà hả? Mua của ai? Mua bành Hậu Giang hả? Cái máy này ép là ép lần màu à phải không? Thấy tiện quá ha. Này mưa càng ngày càng lớn rồi đó. Bán 5.000 với lời nhiều không? 5.000 lời ngàn hả? Này mình đang ở quốc lộ nào vậy? Đường dài Thị Liễu hả? Mưa lạnh mình lạnh không anh Dương? Không có lạnh, nó buồn quá. Buồn quá hả? Tại ngoài trời mưa quá trời lớn luôn rồi. Nay cũng tội cho mấy anh em công nhân làm trời mưa trời gió này cũng không có làm gì được đâu. Cái này ổi bán ký nhiêu vậy em? Ổi 12.000. Rồi xài có ăn tại chỗ được không? Ổi này mình mua ở vườn ở đây đó hả? Nhìn buồn quá à. Mua
mua 1 ký ăn thử đi. Lựa đây, lựa mua 1 ký đi. Mua ủng hộ chủ quán đi. Mở hàng cái bán hết cái gỗ này luôn nha. Bắt đầu vô mùa mưa rồi, ở đây mình đi tới đi lui nó cũng khó khăn lắm, phải dùng sâu dùng xa mà mỗi lần mưa vậy là không có đi di chuyển được, đi bằng vỏ máy thôi. Vô không? Ở đây mới bẻ. Tiếng 12 ngàn cũng rẻ quá ha. Hỏi ruột trắng. Lê hả? Ngọt quá hả? Được hả? Chín hả? Tỏi thì cũng vừa ăn rồi. Cũng chua chua ngọt ngọt. Chua quá ăn cũng ngon, ngọt quá ăn cũng ngon. Ngọt quá nó giống trái nhãn hả? Ngọt quá. Đây, mời cô bác ăn miếng ổi nha. Này ổi ổi lê ha, ổi gì? Ổi lê hay ổi đường? Không biết được, lại thấy nó ngọt quá. Ở này ăn là không có cần chấm muối luôn. Ngon ha. Giòn. Rồi cảm ơn nha. Chấm muối hết luôn. Cái này muối cục đâm với ớt rồi thành muối ớt. Hơi cay ha, nồng dữ lắm à. Tự nhiên ăn cái miếng ổi với muối ớt hãy nhớ cái thời tuổi thơ á, mà nó bẻ chuối ấy, chấm dưa muối ớt á, chưa chát á. Chứ đó đâu có ổi ăn đâu. Cái thời tuổi thơ là ăn chứ chát nè, ăn bình bát, rồi được mía dừa đó. Ngoài ra thì đâu có cái trái cây gì đâu, sắn chùm ruột ngon. Chủ quán bán ổi là có thử ổi này chưa? Thử rồi hả? Tạnh tạnh nè, bớt bớt. Hả? Mày có bán áo mưa không? Mày bán luôn đi. Tại con mình bán gì đó. Dạ.
Ủa cái này sao mày không che lá vậy, thì nó giống như cái quán thật sự luôn á. Mượn bán tạm vậy thôi hả? Giống như thương thì cho bán, còn ghét cái lấy lợi nghe là khó đó ha. Bán này mình một ngày mình lời khoảng cỡ bao nhiêu tiền? Phải 80 ngày. Ngày nào cũng đều đều vậy hay là có ngày được ngày không? Mưa là chắc ế. Mưa là chịu rồi phải không? Mưa là nắng, người ta đi ngang rồi mua nước mía, nước cam rồi nhiều. Ở đây bán đây bao lâu rồi? Tháng mấy à? Che cái chòi tạm vậy thôi ha. Nhà có cái chòi này không có ướt mình hết rồi đó. Ngon anh Dương? Muối cũng ngon. Chấm muối ăn uống với nước mía cũng ngon, khỏi cần ăn ổi. Phải không à? Em có gia đình chưa? Có con luôn hả? Mấy đứa? Một đứa. Nhà mình đâu anh chị? Gần Thanh Giao, mình vừa Thanh Giao. Rồi nó học lớp mấy vậy? Dạ. Học lớp mấy vậy? Dạ. Nó con của em á. Vậy là trước giờ không có đi Sài Gòn làm hả? Có đi rồi hả? Có chồng ở miền Trung luôn hả? Đây à. Ảnh đâu rồi không thấy bán phụ. Đi làm. À, lên miền Trung làm đó, lấy chồng miền Trung luôn. Mình đi làm vậy thấy miền Trung với miền Nam mà miền nào dễ sống hả? Miền Nam mình dễ sống. Miền Trung khắc nghiệt hơn hả? Bão. Bão à? Mình đang đó mình làm công ty gì vậy? Thủy sản à? Tỉnh nào? Nha Trang. Của Nha Trang nó cũng yên mà. Bão anh không xuất hả? Bão à? Rồi không có du lịch gì được sao? Đi làm hay chồng đi luôn hả? Đi vậy còn một năm mình dư khoảng bao nhiêu? À, năm đầu lên thì dư khoảng 7-8 triệu. Năm sau cái có em bé á, xong rồi con đi làm cái này dư đường á, dư đường cột á. Dư đường cục nợ đời hả? Mà giờ có cũng vui ha. Hai chồng hữu hỷ với đứa con, vui. Làm cũng được ha, làm hoài luôn ha. Mới rẻ trong vườn mà sáng. Còn tươi lắm nè, còn ngon. Ở này ở chồng cũng gần đây phải không? Tại vì ăn biết ổi của dòng ghiền chồng. Đập chân nha. Chị chủ này dữ tính ha. Cười hoài luôn. Anh à. Anh ở dòng ghiền. Biết không? Biết dòng ghiền không? Bán 12 ngàn rồi lời được mấy ngàn? Ồ, này mở hàng luôn hả?
Không, em bán 15 ngàn cũng được mà, chứ em lấy 11 ngàn rồi em bán 12 ngàn rồi héo hơn này, này kia nữa sao? Định bán 15 ngàn có lời nhưng mà thấy trời mưa gió này bán chạy lời ngay 2 ngàn chứ bán đâu hết. Thôi rồi mua ủng hộ 2 kg nữa. Nói thiệt, chúng mua 2 kg nữa. Thấy ngon quá nè. Phải ăn cơm đúng không? Mưa này là ăn nổi rồi, đủ tiền vô em ơi. Bán ế quá, ăn nổi chì cơm luôn. Để gần nghìn lộ, để đây đâu ai thấy đâu. Thì thà không quay phim mà không dính chứ. Mắc cỡ quá hả? Bị ấn như lại máy ảnh. Sao đâu máy ảnh thấy em chứ em thấy máy ảnh đâu. Hơn à. Để như lớn nhiêu? 2,2 kg. Rồi coi như là 33 ngàn ha. Với kia 1 kg nữa, 15 ngàn hả? Thôi lấy 12 ngàn rồi, mở hàng giùm em rồi tính giá bán đi, bán đi. Mở hàng ký bán 12 ha. Dạ. Ký đầu bán 12. Thôi tụi anh đi luôn nha. À, bữa nào ghé ủng hộ. Đi luôn anh Dương ơi. Mà mình đi luôn ha. À, à vậy mình tiếp tục. Công nhận đâu mà mở hàng cái hên quá ha. Có khách lại mua liền luôn á. Bão tố cũng mưa luôn, mua luôn. Cái này càng sống càng ngon. Cái nào hơi già chứ đi. Mà hai trái này thôi. Dạ. Để cho ăn gì có hai trái gì cô? Có một em. Làm ký đi. Không có tiền. Hai trái thôi cũng 200g à. Hai trái mấy nửa ký à. Nửa ký rồi. Nửa ký nhiêu? Dạ, nửa ký 6 ngàn. Kiếm em đây. 6 ngàn. Trời, không có tiền, gà nhóc tiền chứ, nó không tiền. Nhóc. Đó, thấy không? Dốc không. Hạ da ngầm đó trời. Biết nữa. Có ấy không? Có tiền lẻ không? Nè, tôi 5 ngàn. Ơ, tôi... Mở hàng cái hên quá. Mở 10 ngàn nha, không có gì em. Mở hàng.